Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Auto, một địa chỉ bán xe cũ uy tín chất lượng. Và trong ngày hôm nay thì để mà kỷ niệm mà một lý do gì đấy thì em xin phép là gửi đến cả nhà mình một chiếc xe đến từ thương hiệu Mazda, nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Và đây chính là mẫu xe của gia đình của chị em, một chiếc Mazda 2 Luxury sản xuất 2019 đã chạy 6 vạn km chuẩn size em tặng xe. Và đánh giá qua về chiếc xe này thì chiếc xe sẽ có ngoại thất là màu trắng, nội thất của chúng ta sẽ có là màu đen, với một nét thiết kế đâu đó là tương đối là đủ dùng cho một chiếc xe hạng B. Thì em nghĩ rằng chiếc xe này chị em đi mua đi chợ, đi đón con thì sẽ rất là hợp lý luôn ạ. Đánh giá qua về lớp sơn zin thì ở đây em có thể đánh giá rằng chiếc xe này cũng lên đến khoảng là 80-85% lượng sơn zin. Cùng với đó thì cụm bóng ở đây chúng ta sẽ có đó là bóng halogen, và cụm đèn gầm thì ở đây chúng ta cũng sẽ có luôn rồi. Chúng ta sẽ có đèn bi gầm. Với phần mâm xe được thiết kế khoảng là 17 inch thì sẽ cho chúng ta một cảm giác là tương đối là tốt, được thiết kế đa chấu. Đó, mình có thể nhìn qua cho em, và một bộ lốp em nghĩ là cũng tương đối là mới để chúng ta có thể là chạy và trải nghiệm thử. Chiều dài cơ sở của chiếc xe này thì cũng gần 2m7 mà thôi, nhưng nhờ cảm giác ngồi trong khoang nội thất của chúng ta cũng sẽ tương đối là rộng rãi. Khóa Smart Key chúng ta cũng có luôn. Rồi là ở đây thì các chi tiết trắng ngọc trai tạo nên một cảm giác rất là đẹp ạ. Đến với phần đuôi xe thì ở đây chúng ta sẽ có đó là các chi tiết được bo tròn này. Đó, nhìn không quá là khỏe khoắn nam tính. Và đây sẽ là một mẫu xe mà unisex, kể cả là con trai hay con gái đều có thể là lái và trải nghiệm được. Và phần cốp ở đây đi, mình đánh giá qua phần cốp đi. Một mẫu xe hạng B nhưng chúng ta đã có sở hữu đến một phần cốp phải nói là rộng rãi và thoải mái rồi. Với ở đây thì chúng ta có thể thấy cho em qua về dụng cụ đi kèm và lốp dự phòng này. Đó, chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ. Và gần như là bộ lốp này đánh giá qua. Đó, mình có thể đánh giá qua. Đó, tương đối là đầy đủ kích. Rồi là các chi tiết khác đầy đủ cho em. Rồi, keo chỉ này vẫn tương đối là đẹp. Gần như là cam kết luôn cho các bác là xe, nên em sẽ có cam kết là keo chỉ, cung cầm và các thứ đều là nguyên bản. Bước đến khoang hành khách thứ hai để trải nghiệm thì chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào. Đầu tiên là phần cánh cửa đi. Đó, mình có thể thấy cho em những chi tiết như ở phần cánh cửa này vẫn còn tương đối khá là mới. Với phần da ở phía sau chúng ta được thiết kế kết hợp giữa nỉ cùng với đó là da, và tối màu tạo nên một vẻ đẹp tương đối là trường tồn của chiếc xe Mazda này. Vì là một thương hiệu quốc dân của Việt Nam với một nét thiết kế đẹp mắt và sang trọng thì chiếc xe này em nghĩ rằng rất đáng để mua đấy quý anh chị ạ. Rồi, mình cùng bước vào đến khoang cabin lái này. Keo chỉ ở phần táp ly phía trước đi. Đó, mình nhìn qua cho em. Hay kể cả là phần táp lô thì vẫn còn tương đối mới. Cùng với đó thì vô lăng thiết kế 3 chấu. Điều hòa tiếc tay chúng ta sẽ chỉ có điều hòa một vùng thôi, nhưng mà hàng ghế phía trước này chúng ta vẫn sẽ có cho em là ghế chỉnh điện này. Rồi là phanh và củ số vẫn tương đối là mới. Và điều hòa trên chiếc xe này cũng tương đối là mát lạnh. Với phần ghế da ở đây thì em đánh giá là được chủ xe tương đối là giữ gìn. Bởi vì cảm giác lái hay là những option của chiếc xe này cũng là một mẫu xe gia đình hạng B ấy. Và em nghĩ rằng nó cũng sẽ là đủ để cho các chị em trải nghiệm thử với mức giá tương đối là tốt ở thời điểm hiện tại này thôi. Rồi, bước vào khối động cơ là chi tiết cuối cùng của chiếc xe này. Mình đánh giá qua về khối động cơ với em. Và tất nhiên là những gì mà về bên em cam kết thì chúng ta sẽ chủ yếu từ phần khối động cơ, keo chỉ, máy móc, khung gầm, phần ốc ác này đó, từ phần capo hay là ắc quy hay là về mặt máy đó, cổ hút, cổ xả, cổ bô, mình đều có thể là nhìn qua hết cho em, tương đối là đẹp và sẽ có cam kết. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã trải nghiệm qua mẫu Mazda 2 bên em. Mà nếu quý anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm thì hãy nhấc máy ngay alo cho em ở số điện thoại được ghi ngay trên phần phần phía trên phần màn hình để mà chúng ta có thể đàm phán cũng như là
sở hữu được chiếc xe này trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video.